Dạ em xin chào tất cả quý cô chú anh chị các bạn đam mê hoa lan trên toàn quốc ạ. Trong phiên buổi tối ngày hôm nay ngày 17 tháng 4 năm 2023, bên cơ sở nhà em cập bến rất là nhiều dòng hàng lan mới nhá. Về thêm cả hoàng nhạn này và hàng rừng này và có cả phú thọ HO cũng về bổ sung thêm. Và số điện thoại để khách hàng liên hệ đặt hàng là 0393998895 hoặc 0966121377. Nhà em nằm ở địa chỉ là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Gia Lộc, Hải Dương. Và những đơn giá em báo là chưa có phí ship ạ. Các bác nhận hàng thanh toán tiền hàng, tiền phí ship cho bên vận chuyển. Và hôm nay thì cũng xin thông báo ngày mai nhà em sẽ về một lô hồ điệp khủng long siêu đẹp. Cây to, bự, đẹp. Lần này thì hàng chọn hơn. Giá chỉ đắt hơn một tí thôi nhưng mà cây chất lượng cực kỳ. Và nhiều hàng khác nữa thì hẹn các bác phiên video buổi ngày mai. Nhà em sẽ cập bến nhá. Và hôm tối hôm nay thì cũng hứa hẹn rất là nhiều những mặt hàng mới về. Đây ạ, các dòng hàng kg. Đây là một cái đơn hàng khách, ngày mai chốt đơn gửi hàng cho khách này. Các dòng vũ nữ này, cát này, đấy cả chấp bịp trong phiên tối ngày hôm nay. Và sau đây thì em xin điểm qua lần lượt từng loại mặt hàng đến mọi người. Trước mặt mọi người là một cái dòng đen rô xuân mặt hoa rất là xuất sắc. Đó chính là dòng hoa tím đậm với cái họng của nó là màu vàng. Đen rô xuân tím họng vàng nhá. Đây ạ, mọi người nhìn này, khuôn bông của nó là cánh bầu tròn và tím đậm, rất là đẹp. Bông to, dòng này bông to. Hàng này thực tế Tết là có một cái lô hàng năm ngoái, em nhớ là đâu đó hàng vườn người ta xuất cái chậu mà một thân một thôi, mà 180.000 một chậu một thân đang nụ hoa. Loại này nó đặc biệt là hoa nở dốc từ đầu thân đến gốc. Đấy, loại này nó là như thế. Và sau khi cái thời gian nở hoa Tết xong thì bây giờ nhà vườn người ta xuất cho mọi người cái lô này để làm giống nhá mọi người nhá, để mùa hoa năm sau. Bởi vì riêng dòng đen rô xuân thì nó chỉ nở hoa vào dịp mùa xuân thôi. Và mọi người có thể nhìn này, một cái chậu ngày hôm nay ạ, nó rất là nhiều mầm gốc, rất là nhiều thân. Những cái thân thủ này nó rất là mập và nó đang lên ki, thì các bác cắt ra các bác ươm ki giúp em. Và đầu xuân năm tới này các bác sẽ có một cái chậu hàng đen rô tím họng vàng mặt hoa xuất sắc với chậu khủng luôn nhé. Và hôm nay chia sẻ giống cho các bác một chậu chỉ có giá 120.000 thôi. Và hàng này các bác phải đặt sớm để các bác có thể lựa ra những cái chậu to nhất. Đấy ạ, nhiều thân nhất. Bởi vì vườn đang xuất rất là nhiều cái loại này rồi. Các bác biết về càng sau thì có những chậu nó rất là nhỏ, rất là ít thân. Và giá này cũng như vậy. Nên lý do tại sao cái lô đầu tiên bao giờ em cũng nhập với số lượng nhiều mọi người nhá. Và giá hôm nay ưu đãi hơn khi các bác mua 2 chậu. Tức là mua một combo 2 chậu này. Em sẽ tính cho mọi người là 250.000 miễn phí ship, tức là chỉ thêm 10.000 thôi là các bác được miễn phí ship về tận nhà. Còn khi mà đặt một chậu thì các bác vui lòng trả cho em 30.000 tiền phí ship một chậu nhá. Đấy, hàng bao đẹp, bao rẻ luôn ấy ạ. Các bác thấy có một chậu đen rô xuân nào bụi to đùng này với giá chỉ có 120 không? Hoa thì nó đang lắc đắc bói một số bông nhá, còn đa phần nó sẽ là lên thân và lên ki thế này. Rất là đẹp. Đen rô chớp bịp đột biến ạ. Những cái chậu chớp bịp đột biến này thì em đã phân hình từng mã. Và mọi người nhá, những cái chậu nào to tiền là thường là chậu thân nhiều thân này và cây cao to. Chậu là ít tiền thì thứ nhất là thân lùn, thứ hai là số lượng thân nó ít chẳng hạn. Đấy, mọi người xem mà chốt cho em mã nào. Đây là một cái dòng dendro thủ tốc, dòng dendro nắng, dendro chớp đột biến với giá thành rất là mềm mại, rất là rẻ. Em ghi hiệu đây là mã B2 chớp bịp này, một chậu này. Mầm gốc này, mầm tơ này. Cũng nhiều thân, chiều cao lùn lùn hơn một gang tay, 200.000. Mã B3 chấp bịp này, chậu này siêu VIP rồi, 2, 4, 6 thân, dài, mập, đẹp, đang hai nụ hoa. Chậu này 250.000. Chậu này là chậu B3 chấp bịp 250.000. Có ít thôi à. Mã B4 này 210.000 đồng, chậu này thân mập 210.000 đồng. Mã B5 chấp bịp 190.000. Chiều cao tầm gang rưỡi. Mã B6 chấp bịp 180.000. 3 thân 180.000. Mã B7 chấp bịp 210.000 đồng, 4 thân. Mã B8 chấp bịp 250.000 đồng. Chỗ này to nhiều thân này, 2, 4 cũng 6 thân cả dài cả ngắn. Cao to khỏe mạnh, B8. Mã B9 chấp bịp 200.000 đồng, 3 thân. Mã B10 chấp bịp 190.000. Mã B12 chấp bịp 170.000. Mã B13 chấp bịp 190.000. Đây, chuẩn bị nhú ngọn đậu, nụ đầu ngọn này. Mã B14 chấp bịp 210.000 đồng. Cao nhá. Đây,
190 và 201 này. Nó khác nhau. B15 chiếc bịp 220.000, chậu này đang có nụ hoa này. Hoa cánh viền chớp đấy ạ. B17 chiếc bịp chậu to đùng này 208, chậu này to. To nhất 208. Chậu này vừa to vừa cao. Cái này lên hoa đầu ngọn hai nụ hoa trước rồi, cắt đi rồi chuẩn hoa rồi. Nhưng mà cái mắt nụ ở những cái thân này đang sưng rõ này. Đấy. Thân này cũng tơ chưa sưng nụ lần nào, thân này cũng thế đấy. Chậu này là B17 280.000. Đây là những cái mã chất bịp đột biến. Hoàng nhạn tháng 4, rất là nhiều khách hàng hỏi cái dòng hoàng nhạn tháng 4 này. Tuy nhiên thì cái hàng rừng mọi người ạ, cái hàng rừng bây giờ nó cũng rất là xấu, nó kém, nhìn nó teo tóp, nó xấu lắm và giá nó cũng cao nữa. Tuy nhiên thì được cái lô hàng này nhà vườn người ta nhập ở cái vườn đấy, người ta chăm từ những cái khi cây còn bé xíu ấy. Nên là hôm nay cái cây lô này nó vừa đẹp vừa lá xếp mà giá này cũng rất là rẻ, rất là phải chăng. Đấy. Và đây là dòng hoàng nhạn tháng 4 mọi người nhé. Không biết là có lẫn cái lô tháng 8 nào không, thì cái này thì không chắc chắn, nhưng mà hoàng nhạn tháng 4 thì chỉ nó chiếm tỷ lệ phần đa rồi. Em sẽ lên cho mọi người thành từng mã, các bác chốt mã nào các bác đọc xem ạ. Những cái chậu nhạn này là ghép gỗ rồi nhá. Về các bác chỉ treo này lên thôi. Em ký hiệu đây là chậu nhạn số 1 này, chậu nhạn số 1 này. Một chậu lá xếp này, N1 nhá. N1 một chậu 90.000. 90.000 chậu N1 này. Tiếp theo là N2. Chậu này cây to hơn, nhỉnh hơn một chút xíu. N2 100.000. Mã N2 hoàng nhạn 100.000. Mã N3 hoàng nhạn em lên cho mọi người một cây đôi nhá. Một cây đôi. Cây đôi này em bán là 180.000. Một chậu hai cây 180, N3. Mã N4 đây ạ. N4 hai cây rất là đẹp này. N4 hai cây này đẹp. Hai cây xếp V đều tăm tắp. N4. Hai chậu này là 200.000. Mã N4. Mã N5 cũng là hai cây. 170.000. Mã N5 170.000. Tiếp theo là mã N6, hai cây cũng tương đối đẹp, đẹp xếp đều trong đắp. 180.000. Mã N6 180. Mã N7 ạ, hai cây. Cũng 190.000. Hoàng nhạn tháng 4 hoa rất là thơm. N7 190. Mã N8 ạ, đây là cây mẹ bồng con này. Một cây con thì nhỏ nhưng cây mẹ bên đây thì rất là to, xếp đẹp luôn. Cũng 190.000. Mã N8 190, đẹp lắm. Mã N9 90.000. Chậu một cây 90.000 hoàng nhạn. Cái cây này đều là cây lá xếp nhé, mà lá nó không bị lỗi đâu. Mã N9 90. Tiếp theo hôm nay thì em có thêm về một số những cái chậu 50 tràng Phú Thọ và HO. Giá cũng rất là rẻ, rất là vừa tiền thôi ạ. Đây cho mọi người từng mã như sau nha. Cái mã đầu tiên, mã này thì chất lượng, chất hơn nước cất rồi. Hai mầm gốc này, đây là 50 tràng HO, em ký hiệu là O nha. O này em ký hiệu là O1 này. Một chậu hai thân. Một thân dài 2 gang rưỡi, một thân dài 3 gang. Chậu này 270.000. Hai thân. Hai mầm gốc. Tiếp theo là chậu O2, chậu này thì chỉ 2 gang tay thôi. Chậu O2 này em bán là 100.000. Đây, mọi người thấy đây. Chậu 270 nó sẽ to, nó dài hơn. Và chậu O2 này, hai mầm gốc 100.000. Chậu O3 90.000. Chậu 5 cành trắng HO O4 này. Chậu này cũng 90.000. Chậu 5 cành trắng HO O5, chậu này cũng 100.000. Chậu 5 cành trắng HO O6 này cũng 100.000. O6 100.000. Đấy, 5 cây trắng HO, hàng bao chuẩn hoa. Còn bên đây là Phú Thọ nhá mọi người. À, đây là Phú Thọ nhá. Phú Thọ ký hiệu là PT và mã P nhá. P1 này. P1 em bán 70.000 nhá. P1 70.000 này. Mã Phú Thọ P2 cũng 70.000. Mã Phú Thọ P3, chỗ này hai mầm gốc này, 80.000.
đang thắt ngọn chuẩn bị hoa này. Mã Phú Thọ P4 này 70.000. Mã Phú Thọ P5 chậu này 60.000. Mã Phú Thọ P6 chậu này 80.000, thân dài. Mã Phú Thọ P7 này 1, 2, 3, 4, 5, 6 ở đây. Mã số 7 này. Này, lá rất là đẹp. P7 này em bán với giá là 70.000. Mã Phú Thọ P8 này 50.000. Mã Phú Thọ P9 này 70.000. Đã hết. Hai cái chậu cát đấy nhá. Chậu đầu tiên đó chính là một chậu vua cương sơn, nhưng mà lá của nó là dòng lá kẻ mọi người nhá. Quay buổi tối, và thứ hai cái hàng này mà lên ăn nắng ấy, nó kẻ nó rõ, rất là rõ luôn. Đấy, bác nào thích cái chậu vua cương sơn mà lá kẻ như này phát tài như này, em bán là 250 chậu này nhá. Tại chậu lá kẻ. Và chậu số 2 đây là chậu thông fan VIP, mặt hoa rất là đẹp. Chậu này gồm có 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10, 12, 14 cũng phải rơi tầm 15 thân và mầm lên rất là khỏe. Chậu này thì hàng ban đầu em bán là 240. Tuy nhiên chậu này là chậu cuối. Mấy cái lá này nó hơi bị dập một tí này mọi người này. Nó đã khô vết sẹo rồi. Đấy, cái mặt đằng sau chắc là vận chuyển nó bị đè vào nhau ấy, mọi người hình dung không? Nhưng mà cái mầm của nó lên rất là đẹp. Chậu to thì gần như là các bác thích cái hàng to hơn, bởi vì nó khỏe, nó đẻ con nó cũng rất là khỏe thôi, đẻ nhiều con. Chậu này hôm nay em thanh lý nốt cho bác 190 chậu này, chậu thông fan 15 thân này 190.000. Còn chậu cuối cùng thì bán rẻ nhá. Sao Thiên Vương ạ. À, đây là những cái chậu Sao Thiên Vương hoa cực kỳ là thơm. Hiện tại cây của nó đang nụ nhá. Một số nụ to này, một số đang đẩy nụ này. Chậu thì trung bình lá một thân. Có chậu hai thân thì nó ngắn ngắn như thế này mọi người nhá. Đấy, hai thân thì thân ngắn hơn, còn một thân thì thân dài hơn. Và những chậu Sao Thiên Vương như vậy em bán với giá là 65.000 đồng một chậu. Đấy, hoa này thì hoa cũng hơi chớp chớp đấy, rất là đẹp. Dòng này nổi tiếng thì hoa thơm cái chậu những chậu Sao Thiên Vương. Em còn duy nhất ba chậu Phi Điệp Hòa Bình này. Chậu này em gọi là ký hiệu là chậu số 1 này. Chậu số 1 gồm 2 thân này, 3, 4, 5 thân và rất là nhiều mầm gốc này. Chậu này em bán là 120.000 này. Chậu số 2 Phi Điệp Hòa Bình, chậu này 4 thân nhưng rất là dài. Cái thân dày, cái này dài nhất thì nó lại bị gãy một đoạn ở đây này. Đấy, cái này đoạn này gãy thì để cắt ra làm giống thôi. Còn 3 thân thì thắt ngọn đẹp, dài nhá mọi người. Đây cái hình 120 với cả cái hình này thì nó dài hơn nhiều ấy. Giò số 2 này em cũng bán là 120.000 nhá. Thân dài hơn. Tính ra là 4 thân. Cái này thắt ngọn rồi, các bác cắt đi bôi kia nền sẹo nó cũng quay là thắt ngọn như cái chậu kia. Và chậu cuối cùng này, chậu số 3. Chậu này siêu VIP. Chậu này là 2 này, 3 này, 5 thân mà 2 3. Ồ, chậu này 6 thân mọi người ạ, mà to, cao, dài đẹp lắm. Chậu Phi Điệp Hòa Bình này em bán là 200.000 nha. 200.000 đi chậu này, chậu số 3. Quá dài. Có cái thân dài uốn cong về hàng mét. Tiếp đến lan rừng ạ, em sẽ bán lẻ cho mọi người ít nhất một loại từ 50.000, còn những cái loại đắt đắt như thế này thì từ 70.000 trở lên nhá. Và cứ 50.000 một bó ạ. Đầu tiên đó chính là dòng hoàng thảo đơn cam, top một trong những 10 loại lan quý hiếm nhé. Các bác mà search ở trên Google ấy, đơn cam thì nó sẽ ra đây là một trong những cái dòng 10 loại hoa lan quý hiếm. Và nó chỉ có vào những thời điểm nó có nợ, nó có hoa thôi thì dân người ta bắt đầu người ta đi khai thác cái dòng đơn cam này. Đó, và khóm của nó thì rất là bé thôi mọi người nhé, nó không to đâu. Về chăm cho em những cái mầm gốc này, nó đẻ lên này. Ngày xưa bán cái hàng đơn cam nguyên bản thích lắm mọi người ạ. Đấy, người ta cứ thích những cái hàng này nó mọc trên một cái khóm cây ấy. Đây, những khóm bé bé này là mọc trên cái cụm cục gỗ hay gì đó, hàng nguyên bản nó đắt cực kỳ luôn, nó không rẻ như bây giờ đâu. Đó. Và một cái hàng đơn cam này em bán cho mọi người là 70.000 một lạng nhé. 70.000 một lạng. Và em ship từ 2 lạng. Nếu các bác đặt mỗi đơn cam không thì các bác vui lòng là đặt cho em là 2 lạng. Còn nếu mà các bác đặt kèm cùng hàng hoa lan khác thì mua cho em từ một lạng để em cân cho mọi người thử một cái bó hàng này nhá. Đây ạ.
bó này là 2,5 lạng này mọi người này, 2,5 lạng. Nếu mà tách ra cái bó này thì nó rất là nhiều. Đây, đây là một bó 2,5 lạng. Nói thật các bác là cứ nhấc ra nhấc vào là cái loại này nó hao rất là nhanh. Đấy. Cây thì nó cũng không quá to nhưng mà được cái là giống này nó đẹp, nó thơm. Đấy, 2,5 lạng được nhiều phết mọi người nhá. Các bác nào mua mà tròn 1 cân thì em tính cho các bác 650 một cân thôi. Bởi vì nếu mà mua vào vườn thì em tính cho giá đấy, còn mua lẻ em là 70.000 một lạng. Sang bên đây là dáng hương đuôi sóc ạ. Sóc hôm nay toàn cây cũng khá là to, lá xếp. Mùa này thì bên Lào nó đang là thời điểm hanh khô nên là sóc Lào. Nên cây nó hơi tóp thân một tí ạ. Nhưng chính ra vì lý do như vậy thì các nhà vườn người ta vào vườn thời điểm này nó rất là dôi cân. Giá em bán là 130.000 một kg và 50.000 một bó nhé. Tiếp theo là long tu xuân ạ. Thời điểm này long tu xuân cũng đang lên mầm nha mọi người nhé. Có cả hàng thân dài này và hàng thân lùn. Hàng thân ngắn ngắn. Các bác nhà vườn mình lấy thân ngắn thì nó được dôi hơn. Còn các bác thích mà thân nó to khỏe thì lấy cái loại thân dài. Tùy thích, em cứ nhặt lẫn lộn hoặc là các bác thích chọn thân dài thân ngắn tùy thích. Và loại này thì em bán 25.000 đồng một lạng nhé. Và 50.000 một bó, tức là 250 một cân. Em còn ít cái hoàng thảo chuỗi ngọc này. Chuỗi ngọc bây giờ cũng đang thời điểm đẩy mầm gốc. Còn đa phần nó xuống hoa xong thì thân của nó hơi tóp lên một tí. Nhưng một cân nó được rất là dôi. Loại này là 180 kg và 50.000 một bó. Để long tu xuân đây. Phía bên đây là phần ngọc thạch ba màu. Ngọc thạch cũng đang chuẩn bị đầy nụ hoa mọi người ơi. Đầy nụ hoa, ngọc thạch ba màu. Hoa đẹp nhá. Loại này là hàng của Tây Bắc đấy ạ. Em bán là 150.000 một kg và 50.000 một bó. Tiếp theo là dáng hương đuôi chồn. Chồn này bây giờ em bán là hàng chồn giống nhá. Chồn giống cây nó nhỏ nhỏ xinh xinh thôi ạ. 170.000 một kg. Bác nào mua hẳn một cân thì em tính 150. Còn mua lẻ là 170.000 một cân nhá. Chồn giống. Chỗ này trông thế nhưng chắc chỉ tầm 2-3 cân thôi là hết. Nhất điểm hồng 120.000 một kg. Và 50.000 một bó ạ. Bác nào mua 2 cân nhất điểm hồng em tính cho các bác là chỉ có 200.000 thôi. Mua 2 cân tính 200. Còn mua lẻ 1 cân là 120.000 nhá. Thị trường bây giờ bán từ 130-150 một cân nhất điểm hồng. Loại này bền hoa. Ở Việt Nam mình cái loại nhất điểm hồng này bán được rất. Nó giống như kiểu những cái cây Damari ấy. Hoa cũng nhanh nhắc như vậy. Nhưng mà hàng dùng Việt Nam này nó rẻ hơn. Tiếp theo em có một số những combo thập cẩm lẫn lộn nhỉ. Những cái combo thập cẩm lẫn lộn này thì gồm có kiểu tím này, có một ít chuỗi ngọc, chồn, ý ngọc, ngọc thạch. Thì em sẽ lần lượt lên cho mọi người từng mã. Riêng kiểu tím thì anh lại đánh làm hai mã, mã chữ H và mã chữ K. Mọi người để ý cho em là đọc cho em đúng mã để nhặt cho mọi người đúng hình nhá. Mã này mã K8 này, nguyên một dè là 130.000 này, một dè nguyên. Tiếp theo là mã H4 nhỉ. Đây là mã H4 này, 3 dè. Mã này 160, em sẽ giảm cho mọi người. Mã này còn 140 thôi. Đây là mã 1 dè này, 2 dè này, dè số 3 này. Đây, đang xứng nụ rồi. 3 dè này 160 giảm còn 140 nhá. Mã H4 này, lưu ý cho em là em giảm giá 20.000 một dè này nhá. Mã H6 này 101 này. Cái thân này vừa rồi em vận chuyển nó gãy này. Em tính 100.000 cái phần này thôi. Cái này gồm 2 dè ghép lại này, 100.000. Nếu mà tính theo hàng cân là còn rẻ hơn giá hàng cân ấy. Cái này làm giống. Mã K14 101. Nhiều lá phết này, 1 2 3 4 thân lá. Thân mập khỏe. Mã K15 150. Này, 150 một giò kiểu tím đẹp chưa? Thân lùn. 1 dè nhá, đầy lá này. 2 dè nhá. 3 nhá. Mã H5 160.000. Cái này cũng gồm 2 khóm ghép lại. Khóm này nó to, nó nặng ấy mọi người. Đây, cái này thân tơ nó bị xuống lá này. Ôi, cái này bị gãy mất cái đầu ngọn này rồi. Thôi, cái dè này em bán 140 đi. Giảm cho cái hình này 20.000 nữa là 140. H5. Mã K16 90.000. Nguyên một dè 90.000 thân lùn. Mã H7 100.000. Đây, cái này 2 khóm ghép lại này. Lùn lùn. Tiếp theo là mã K12 130.000. Cái này là gồm 1 dè, 2 dè, 3 dè, K12. Tiếp theo là mã này là mã 20 50.000. 50.000 đầy nụ hoa. Đây là hoàng thảo ý ngọc nhá. 50.000 M20. M19. M19 là một lô chồn gồm 2 cỡ 3 cây. Cây số 1 này đang nụ cây to này. Cây số 2 cũng đang nụ, cây nhỏ hơn một tí. Cây số 3 to đùng luôn. 90.000 M19 này. Tiếp theo là mã M18 50.000. Đây là một lô ngọc thạch ba màu đang nụ hoa.
một thân hoa, hai thân hoa, ba thân hoa, bốn thân hoa, năm thân hoa, đầy mầm gốc. Mã M17 80.000 một dề chuỗi ngọc, đang đầy mầm gốc. Mã M16 một dề chuỗi ngọc 50.000. Mã M15 90.000 chuỗi ngọc này, M15 này. Mã M14 một dề chuỗi ngọc cũng 90.000. Đây là những cái giò hàng thanh lý của hàng kg, hàng rừng. Có ít cái kiểu dệt hàng giống nhá mọi người nhá. Lô kiểu dệt em về chỉ còn duy nhất hai cái phần này thôi. Cái phần này phần đầu tiên kiểu dệt này. Đây, 100.000 cái mớ đầu tiên. Dòng này thứ nhất là lá rất là xấu mọi người. Đã đặt kiểu dệt thì mọi người lưu ý là kể cả lá khi em quay tại cửa hàng nó đã bị vàng như này rồi. Lá nó rất là mỏng. Mọi người về chủ yếu là trồng bằng giống, làm giống thôi. Một phần này là 100.000. Đấy. Mà thân của nó rất là top. Bởi vì sao? Thân nó đã dệt rồi, xong nó lại kiểu như là cắt nước gì ấy. Về các bác ngâm cho em cả cây vào cái phần B1 là nó căng phồng lại, thì tầm tưới tầm vài hôm là nó phục hồi lại bình thường. Mã số 2 này cũng 100.000, cũng là lô làm giống này. Đấy, mỗi phần này. Còn mã số 3 này là 150. Cái lô này cũng có một hai thân nó bị gập thân này, nhưng em không cắt đi. Về các bác cắt thì cắt, không cắt thì cứ cố định ghim lên. Ba khóm này nó to, nó nặng ấy. Đây, thân dài này bị gãy này đấy. Chủ yếu là các bác làm giống những cái thân to này nó cứng, nó khỏe hơn. Hai khóm này, đây cái này thì nó xuống lá thôi, nó không bị gãy gì cả. Ba khóm này, cái này gãy một thân này. Đây, hai cái này thì lại hai tép này, 150 cái phần này. Đấy. Bán kiểu dệt, chắc là chẳng biết có lãi không nhưng mà hào lắm. À, kiều trắng đột biến ạ, cái dòng này là dòng kiều va. Hàng này là từ cái một cái cây kiều đột biến người ta phát hiện ở cái rừng Lâm Đồng ấy và nhân giống ra. Và hôm nay những cái chậu kiều đột biến này thì em về nhiều lắm, còn cũng chắc không đến 15 chậu đâu. Và một chậu kiều hôm nay nó khá là nhiều thân mọi người ạ. Đó, chiều cao trung bình nó chỉ tầm một gang tay đổ lại thôi ạ. Đó, và lô này thì em thấy là tương đối là xuất sắc. Với giá chỉ có 201 một chậu thôi nhá, kiều đột biến. Sơn Thủy Tiên ạ, à, nhà em mới về một cái lô hàng phải nói là quá là chất lượng mọi người. Chưa một lô hàng Sơn Thủy Tiên nào về chất lượng như lô này. Thứ nhất, đó chính là cái mầm tơ của nó lên rất là đẹp đấy. Chậu nào cũng rất là nhiều mầm lên. Hàng này thuần phải được hơn một năm rồi nhá, hơn một năm đến năm rưỡi rồi. Đây, mầm lên rất là đẹp. Và cái chậu hôm nay thì thân tơ rất là nhiều. Đó, đầu xuân thì các bác nên lấy những cái chậu mà có thân tơ nhiều ấy. Thì đến cuối năm, nghĩa là sang đầu xuân năm sau là bắt đầu các bác sẽ có một cái chậu Sơn Thủy Tiên tác phẩm để các bác chơi. Mọi người thấy chưa? Đẹp chưa? Mầm rất là khỏe. Hàng rừng bây giờ nó cũng rơi, vị trí nó rơi tầm 200 đến 220.000 một kg. Mà nếu mà nhổ cái chậu này lên ấy, nếu mà tính theo cân nặng thì nó cũng phải tương tự gần đến 1 cân rồi. Mà chưa kể là thời gian mình chăm này, rồi là cái phân bón vườn vào cho cây. Đấy, một chậu hôm nay Sơn Thủy Tiên siêu đẹp như thế này nhá. Nặng, đẹp như thế này. Nhiều thân tơ, thi thoảng cũng có cây nó đang lác đác, đang có nụ này. Đấy, ủi mầm nhiều lắm mọi người ạ. Em xin phép bán với giá là 210.000 đồng một chậu nhá. 210.000 đồng một chậu Sơn Thủy Tiên rất là đẹp. Đây cho mọi người xem tổng thể một cái chậu này. Rất là nặng, rất là đầm tay. Đấy, thân tơ rất là nhiều. Gần như là thân già là cắt tỉa hết rồi đấy ạ. Chỉ có 210.000 đồng một giò thôi. Nếu mà so sánh giữa hàng thuần và giữa hàng rừng thì em nghĩ là các bác sẽ chọn cái hàng thuần này hơn. Bởi vì các bác về chỉ việc treo lên và chơi thôi ạ. Đẹp chưa? 210.000 đồng. À, xả hàng đen rô tím nhá. Đây, những cái chậu đen rô tím này bình thường em bán 120 một chậu mọi người nhá. Hôm nay thì em còn đâu đó tầm khoảng 7-8 chậu thôi ạ. Hôm nay sẽ xả hàng cho mọi người để các bác làm giống. Thứ nhất, dòng này hoa của nó màu tím đậm, rất là đẹp này, cánh sáp bóng, loại này hoa thơm. Hôm nay thì xả cho mọi người một chậu cũng đang lên kỳ này, đang đẩy mầm gốc này, với giá là 100.000 đồng một chậu ạ. Em còn 6-7 chậu, tầm 7-8 chậu ở đấy. 100.000 đồng một chậu nhá. Giá cũ là đang là 120.000. Thanh lý, xả hàng 100.000 đồng một chậu đen rô tím đậm. Nhà ơi, vừa về một lô hàng đen rô úc mắt đen siêu mướt đẹp mọi người nhá. Bổ sung một lô hàng đen rũ mắt đen mới. Đây, cái mặt hoa của đen rũ mắt đen thì các bác có thể xem tham khảo ở trên màn hình bông hoa của nó. Đây ạ, dòng đen rũ này. Mặt hoa dòng này thì siêu sai hoa luôn. Giống này ngày xưa cũng hot đấy. Chẳng qua là độ nhân giống của loại này nó nhiều, nên giờ gần như là nhiều bác biết đến cái dòng đen rũ mắt đen. Cái dòng của hoa của nó là màu hồng cánh sen rất là đẹp, sai hoa. Một chậu của nó hôm nay cũng rất là nhiều mà toàn thân tơ các bác nhá.
Mọi người nhớ cái lô hôm trước em về cái lô thân tơ này mà đã cháy hàng luôn. Đấy, hôm nay về thêm cái lô thân tơ siêu đẹp này. Đấy, một chậu của nó cực kỳ là nhiều thân. Và hôm nay bán chiên cho mọi người một chậu như vậy chỉ có 150 một chậu thôi. Chỉ có 150.000 một chậu đen rô mắt đen. Siêu mướt đẹp. Đấy. Siêu mướt đẹp nhá. Bác nào mua 3 chậu hôm nay em bao ship nhá. Mua 3 chậu đen rô mắt đen, em chiên miễn phí ship cho các bác. 3 chậu miễn phí ship. Đây, một chậu cực kỳ là nhiều thân. Hàng tiếp tục đi ngọn nhé. Toàn thân tơ đây, vừa rồi nhà vườn đã cắt bỏ hết thân già để ươm ki rồi. Nên là tất cả những thân này là thân hoa để các bác chơi hoa năm tới đây. Nữ ngọc cẩm thạch hoa xanh này mọi người này. Lại về thêm một lô này mọi người thấy không. Dòng này nếu mà các bác trồng thì nó sẽ đẹp như một cái tác phẩm tuyệt vời như này. Thuộc dòng vũ nữ cũng ngàn hoa nhưng mà bông hoa của nó to lắm. Đây, nếu mà các bác xem cận cảnh bông hoa nó sẽ như thế này. Đây là ngọc cẩm thạch xanh màu xanh cốm với cái lưỡi của nó màu tím nhé. À, hiện tại thì tiếp tục lại về thêm một cái lô hàng vũ nữ ngọc cẩm thạch nữa. Và đây hôm nay chậu của nó khá là nhiều thân. Và cũng khá là nhiều cây còn đang chuẩn bị nhú nụ này. Cây nhiều thân nhú nụ. Đang chuẩn bị nhú nụ ở trên những cái đầu ngọn này mọi người này. Và hôm nay một chậu này với giá là 140.000 các bác sở hữu một chậu ngàn hoa ngọc cẩm thạch hoa xanh rất là đẹp. Và mua 3 chậu ngọc cẩm thạch thì em bao ship nhé các bác nhá. Ngọc cẩm thạch mua 3 chậu sẽ bao ship, còn mua lẻ một chậu là 140 thôi. Các bác này, nụ này đang chuẩn bị nhú này. Đấy. Long tu xuân hàng bảng nhá. Hàng này thì hàng ghép sẵn rồi ạ. Hiện tại thì nó đang lên rất là nhiều mầm. Hàng này thì các bác về chỉ treo và chăm những cái mầm này lên thôi. Còn hàng cân thì các bác phải mất thời gian chăm một thời gian. Hiện tại vẫn còn một số cây lắc đắc nụ này. Một bảng như vậy em bán là 170.000. Em lên cho mọi người những cái bảng châu như lưỡi bẹt cho mọi người nhá. Đây là những cái bảng bẹt châu như. Đây, những cái cây hàng chuẩn hoa luôn mọi người. Một cái dòng bẹt xuất sắc. Cánh của nó bay đẹp này. Cánh tròn màu bay đẹp đấy. Đang nở hoa này. Bông tròn màu đẹp chưa? Rất là đẹp luôn. Và hôm nay những cái bảng bẹt này á, chia sẻ cho mọi người một bảng rất là nhiều thân. Và cũng đang nảy mầm gốc này. Với giá là chỉ có 140.000 đồng một bảng thôi. Một bảng châu như bẹt hôm nay chỉ có 140. Mọi người lưu ý tất cả những dòng thân thòng này, khi mà nó gập thân thì nó sẽ hơi bị gập một tí nhá. Nhưng mà thân của nó vẫn cho hoa, vẫn cho nụ như bình thường. Và vẫn nhân ki để làm giống ạ. 140.000 đồng một bảng bẹt châu như. Rất là đẹp. Vũ nữ mới này. Chắc hẳn rất là nhiều khách chưa có cái dòng vũ nữ này mọi người nhá. Đây là cây nhện nâu. Loại này thì hoa nở liên tục và rất là đẹp. Đây, khi mới nở thì nó hơi màu xanh xanh như thế này. Còn khi nở lâu lâu nó sẽ chuyển sang màu nâu đậm, nâu đỏ như này. Bông hoa đẹp lắm. Bông chung. Và một bụi nhện nâu hôm nay rất là to các mọi người nhá. Bụi to này về các bác tách cho em là mấy bụi ạ. Tại vì nếu mà để như vậy trồng thì nó hơi khủng mà nó cũng không còn dưỡng chất để nuôi cây nữa rồi. Đây, dễ bám rất là chạy. Chắc và một chậu nhện nâu to như thế này em xin phép bán là 240.000 đồng một chậu nhá. 240.000 đồng một chậu nhện nâu, phụ nữ nhện nâu. Hương tam bảo sắc hoa vàng. Một trong những cái dòng dáng hương tam bảo sắc bông hoa thơm và mặt hoa y hệt hoàng nhạn luôn mọi người nhá. Màu vàng ươm này. Thơm lắm mọi người ạ. Để nói về những cái dòng dáng hương thì quế này, lan hương này, dáng hương tam bảo sắc này, những dòng dáng hương này là những dòng hoa cực kỳ là thơm và hoa của nó lại đẹp nữa. Đây hôm nay thì có cái một bảng mà em chia sẻ cho mọi người, những cái bảng này nó đang ghép sẵn rồi nhá. Một bảng trung bình nó cũng tầm 5-6 cây. Đấy, 5-6 cây và cũng có cây nở hoa, cũng có cây vừa đang nhú nụ nhá. Và trung bình một bảng lá xếp như thế này em bán chỉ có 170.000 đồng một giò thôi. 170.000 đồng một giò dáng hương tam bảo sắc hoa vàng lá xếp. Hàng rất là đẹp. Điệp lá biên phát tài nhá. Hôm nay thì em lên cho các bác những cái chậu hồ điệp lá biên đang có nụ hoa và lô này thì biên khá là nhiều, cây to đẹp. Và một chậu biên hai ngồng nụ như thế này em xin phép bán là 80.000 đồng, à quên 60.000 đồng một chậu. À, xin lỗi mọi người, cái giá 80.000 là cái lô của hàng Tết. Còn giá hiện tại là chỉ có 60.000 thôi. Một chậu hai ngồng rất là đẹp. Và loại này thì em sẽ bao ship cho các bác mua 5 chậu nhá. 5 chậu bao ship. 300.000 được miễn phí ship. Cái đơn này em chạy số lượng. Thịnh vượng phát tài, hiện tại nhà em đang có hai mặt hoa đó chính là màu vàng và màu bào đốm. Dòng thịnh vượng phát tài này, cây nhà em là dòng cây khủng nhá, cây mẹ con này. Này có những bụi nó to cỡ này này. Này chậu nào nhiều thân này. Đấy, chậu nhiều thân nó hơi thấp một tí, tầm 3-4 giả hành, 4 giả hành. Còn chậu thân cao thì nó ít giả hành hơn. Có hai màu. Ui, cây khủng lắm. 160.000 một cây thôi. Đợt này là rẻ nhất trong tất cả các lô mà Lan Thịnh Vượng mà em có đấy ạ. Korat Koki ạ. Hôm nay thì nhà em về mới cái lô hàng Korat Koki, hàng chậu gỗ. Và nếu mà so chậu gỗ với chậu nhựa thì nó cũng có một sự khác biệt không hề nhẹ đâu ạ. Đây, loại chậu gỗ này thứ nhất là cây nó sẽ to, nó nhỉnh hơn.
Và Corat Coki hôm nay lá xếp rất là đẹp, bản lá bóng mượt. Còn đây là loại chậu nhựa này. Ở thị trường hiện tại thì em đang tham khảo thì rất là nhiều shop cũng có bán Corat Coki, nhưng gần như là chỉ có hàng cây đơn thôi. Còn đây là hàng chậu 2 cây mọi người nhé. Cây đơn bây giờ bán lẻ ra một chậu đơn cây đã 130 rồi ạ. Nghe em bán chậu 2 cây đấy, 2 cây đều đều nhau như thế này, với giá chỉ có 180.000 thôi ạ, 180. Còn nếu mà các bác muốn hàng VIP hơn thì hãy chuyển sang loại chậu gỗ như thế này. Cây nó to hơn để các bác so sánh nhé. Đấy ạ, ví dụ cho chậu gỗ lên đây, chậu nhựa lên đây. Đấy, cây nó sẽ to nhỉnh hơn nhiều. Và cũng là cây đôi nhé mọi người nhé. Thì loại size chậu gỗ này nó với giá là 240.000 ạ, 240.000 một chậu 2 cây Corat Coki hoa thơm. Tiếp bên đây là những cái chậu hoàng nhạn ạ. Hoàng nhạn đây là cũng là hoàng nhạn cây chậu gỗ nhé mọi người nhé. Một chậu của nó sẽ là 2 cây. Bản lá của hoàng nhạn nó sẽ nhỏ hơn của dòng Corat Coki, đều là những dòng cây lá xếp. Hàng hoàng nhạn thì hoa thì thơm rồi, khỏi phải bàn luôn. Một chậu đôi 2 cây như thế này mới về thêm nữa, em bán là 220.000 đồng một chậu hoàng nhạn nhé. Hoàng nhạn 220.000, hoa màu vàng đậm. Hôm nay thì em xin phép chia sẻ cho mọi người một cái lô hàng lan cát lai da nhà em về. Nó về thì nó tùy theo từng màu nhá, thì nó sẽ có size to và chậu size nhỏ khác nhau, và giá tiền em sẽ đính kèm cho mọi người ở trên màn hình. Và hôm nay bởi vì về cũng phải gần 30 loại lan cát ấy, thì em sẽ đánh theo từng mã số 1, 2, 3, 4. Mọi người đọc cho em từng mã số nhá, thì em nhặt nó chuẩn hơn. Nhớ đọc kỹ mã số cho em. Và cát này thì nhà em vẫn đang chạy chương trình bao ship từ 3 chậu. Các bác cứ đặt 3 chậu. Có những loại có 100.000 một chậu thôi. 3 chậu ví dụ 3 loại 100.000 là 300.000 là được miễn ship. Riêng cát nhà em chạy số lượng và sẽ tri ân cho mọi người với giá rất là rẻ luôn. Đó. Và khi các bác mua cát nhà em thì em sẽ gửi kèm cho mọi người một tờ hướng dẫn kích hoa lan cát nhé. Để mọi người kích hoa lan cát thành công. Bởi vì loại này thì hoa nó nở quanh năm. Nếu như chúng ta trồng đúng cách thì mình sẽ được chơi hoa một cách liên tục. Đấy, hàng về nó rất là nhiều loại. Đây cả bên đây nữa này. Rất là nhiều loại và giá hôm nay thì rất là rẻ. Và sau đây thì em xin điểm qua lần lượt từng loại mặt hàng lan cát trong phiên ngày hôm nay đến khách hàng. Mã cát đầu tiên em xin giới thiệu cho mọi người cái dòng Amazing Thailand. Đó chính là cây bảy sắc cầu vồng. Bình thường cái bảy sắc cầu vồng nó là dòng lan chơi sưu tầm hoa, nó rất là đắt. Chậu hôm nay nhiều thân và nhập của vườn này giá rẻ nhé. Em xin phép bán chỉ có 150.000 đồng một chậu thôi. Số lượng có ít ạ, 150.000. Một vài cây cũng đang có mèo này. Đấy, bông hoa của nó rất là đẹp. Mã số 1, bảy sắc cầu vồng. Mã số 2 là thông Sofan Gold Slam. Loại này thì em xin phép bán với giá là 100.000 đồng một chậu đấy ạ. 100.000 đồng một chậu. Đây là mã số 2 nhá mọi người, nhìn hộ em cái mặt hoa lan cát nhá. Cứ đọc cho em mã số 2 thì bên em sẽ nhặt cho các bác chuẩn hoa như màn hình ạ. Mã số 3, mã này có tên là Pet Patton Red. Đây là một cái dòng hoa màu đỏ với cái mắt của nó là mắt mèo rất là đẹp. Em tạm gọi tên Việt Nam là đỏ mắt mèo đấy ạ. Một chậu đỏ mắt mèo hôm nay cũng khá là cứng cáp, khỏe mạnh và đẹp như thế này. Bán chiên mọi người 100.000 đồng một chậu ạ. Rất là đẹp, 100.000 đồng. Đây có những chậu nó nhiều thân này. 100.000, loại này bán chạy hàng lắm. Mã số 4, đó chính là Village Chip Rose. Cái này có tên gọi là Vua Cương Sơn. Vua Cương Sơn bình thường là 130 mọi người nhá. Vườn này em nhập được giá rẻ hơn. Một chậu Vua Cương Sơn đẹp với giá 100.000 đồng một chậu nhá. 100.000 đồng một chậu. Mã số 5 với tem đó chính là Star of Slam. Loại này thì cây của nó khá là nhiều thân. Có một tên gọi khác đó chính là dòng cam đổi màu. Bông hoa loại này thì bông to. Ban đầu nó nở là màu cam, sau đó chuyển sang màu đỏ. Người ta gọi là bông cam đổi màu đỏ cam đỏ đấy ạ. Mã số này là mã số 5 nhá, cũng 100.000 đồng một chậu. Qua mã số 6 ạ. Mã số 6 là thông Sofan Gold. Cái hoa của nó màu vàng rộm rất là đẹp. Mặt hoa như trên màn hình. Mã số 6 này một bụi của nó rất là nhiều thân nhá mọi người nhá. Đây lấy cho mọi người một bụi này. To nhiều thân, loại này là 130.000. Loại này mà lên size to cũng phải rơi tầm 180 đến 200 đấy ạ. Mã số 6, 130.000. Em qua mã số 7 là loại này là Zilox My Brownie. Loại này thì nó là dòng cam chớp. Đấy, cam và cánh viền chớp nhá. Bông của nó là dòng cắt đại, bông to. Chậu thì thân giả hành nó hơi còi một tí, nhưng mà bông này rất là đẹp. Loại này thì em xin phép bán cũng 100.000 đồng một chậu nhá. Loại này thì nó ít thân thôi nhá, nó không quá nhiều thân, nhưng bông hoa của nó loại này là loại sưu tầm. 100.000 đồng. Mã số 7. Mã số 8 em lên cho các bác, đó chính là dòng chậu to mang tên là Amaki. Amaki dòng vàng lưỡi đỏ này. Bụi này thì bụi siêu to bự nha.
Mọi người thấy những cái bụi kia thì trồng trong size nhỏ thôi, loại này thì siêu to đùng. Và Amaki loại mã số 8 này em bán với giá là 230.000 nhá. 230.000. Mã số 9, em ký hiệu là Hắc Tùng Đỏ nhá. Mã số 9 Hắc Tùng Đỏ. Bụi siêu to, nhiều thân. Hắc Tùng đợt này cây của nó không làm mọi người thất vọng ạ. Bông hoa của nó màu đỏ đậm. Dòng này là dòng hot trong tất cả dòng lăn cát đây. 220.000 đồng một chậu Hắc Tùng Đỏ mã số 9. Mã số 10 lên cho các bác cái dòng kim cương xanh. Dòng này thuộc dòng hoa đại, cắt một lá, bông to và rất là sai hoa. Những năm trước khách nhà em mua một chậu to này là 250 rồi đấy. Đấy, lô đợt này thì giá chỉ có 220.000 đồng một chậu thôi mà số lượng giả hành rất là nhiều. Kim cương xanh. Mã số 10, kim cương xanh. Mã số 11, đó chính là chậu vàng môi son. Mã số 11, vàng môi son hay là tú cầu vàng. Loại này thì số lượng có ít ạ. Một chậu to, nhiều thân. Dòng đây là dòng cắt hai lá, hoa chùm, tú cầu vàng. Xin phép bán với giá là 140.000 một chậu. Mã số 12, đó chính là cát hồng phấn ạ. Cát hồng phấn. Dòng hồng phấn này bụi của nó lùn, cũng nhiều thân. Đó, cát hồng phấn 140.000 nhá. Loại này thì hoa thơm, rất là đẹp, 140k. Mã số 12. Mã số 13 là một chậu hoa tím đậm, lan cát tím đậm. Dòng này thì giả hành rất là to, khỏe, mập mạp. Cây của nó to, nhiều thân, hoa thơm, tím đậm. Loại này là 160.000 một chậu, mã số 13. Số 14, chuyển sang mọi người sang cái dòng cát 3 vàng 3 lưỡi đỏ. Dòng này thì bụi to, nhiều thân. Đây ạ, một chậu của nó giả hành rất là nhiều này. Đây là cát 3 vàng 3 đỏ ạ. Và một chậu to bự như thế này em xin phép bán là 160.000 đồng một chậu. Mã số 14. Mã số 15 là hồng Molisa. Hồng Molisa, bông hoa của nó màu hồng đậm và hoa rất là thơm. Dòng này là cắt chùm hai lá nhá. 130.000. Số 16 em lên cho mọi người đó chính là dòng cát trắng họng vàng. Loại này chỉ còn duy nhất hai bụi thôi ạ. Hai bụi thì cũng khá là nhiều thân. 140.000 đồng một chậu cát trắng họng vàng, dòng bông đại, hoa to. Mã số 17 em lên cho các bác dòng vàng viền đỏ. Đây cái bông hoa của nó màu vàng tươi với cái viền hoa của nó màu đỏ phần lưỡi ạ, rất là đẹp. 150.000. Mã số 17. 150. Số 18 là cây vàng cánh lửa nhá. Vàng cánh lửa. Loại này thì chậu của nó thì nó ít thân hơn những dòng khác nhưng bông hoa của nó lại rất là đẹp. Đấy cái cánh của nó lửa này. Và cái lưỡi của nó đỏ đậm. 150.000 đồng một chậu vàng cánh lửa. Mã số 18 là một dòng cắt hai lá bông hoa chùm ạ. Đó, dòng này khi mà nở hoa đầy đủ ấy thì nó sẽ rất là sai hoa. Đây là cây tú cầu đỏ ạ, mã số 18 tú cầu đỏ 200k. Mã số 19 là một dòng cắt một lá, dòng bông đại mang tên là vua đỏ ạ. Vua đỏ, hắc tùng đỏ hay tú cầu đỏ. Đấy, các loại dòng hoa đỏ, bác nào yêu thích màu đỏ thì có thể sở hữu những cái chậu hoa như thế này. Với giá là 220.000, bụi siêu to đùng nhá. Loại này bông hoa to, bông đại. Mã số 20 em lên cho các bác cái dòng chấp ngọc ba màu ạ. Đây là một chậu size to và dòng này hoa cực kỳ là thơm nhá. Hoa thơm, bông hoa rất là đẹp. Loại này thì về số lượng nhiều. Một chậu chấp ngọc ba màu size to này em bán là 200.000 đồng một chậu, mã số 20. Em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái dòng hàng vũ nữ rất là thơm mà vòi hoa của nó cũng lại dài vượt khủng nữa. Đó chính là dòng vũ nữ nhện xanh. Ngày trước đây thì em cũng có cái bán cái dòng hàng này cách đây tầm năm ngoái. Và khi đó thì cái chậu của nó rất là bé. Nó chỉ bằng đâu đó 1/3 cái chậu hiện tại thôi. Và hôm nay thì nhà vườn này họ xuất cho một cái lô hàng khủng. Nó là chậu khủng bởi vì một cái chậu này em cân lên ấy, nó phải rơi từ 2 cân đến 3 cân cơ. Mọi người ạ, một chậu siêu to đùng này. Chính vì cái chậu to này nên là gửi đi tiền cước nó sẽ nhỉnh hơn là những hàng khác một chút xíu nhá. Nhưng mà các bác nhận hàng thì 10 bác sẽ ưng ý cả 10. Đệ hàng của nó siêu nhiều nụ mọi người ạ. Cái dòng vũ nữ này kiểu nếu mà để nói vào độ sai hoa thì nó sai hoa hơn tất cả những dòng vũ nữ khác. Đấy cái vòi hoa đang lên này. Em đính kèm cho mọi người một cái chậu hoa, mặt hoa của cái chậu khủng của cái lô hàng của vườn này họ không xuất. Họ xuất cho những cái chậu này tạm thời gọi là khủng rồi, còn một chậu khủng nữa cơ. Họ để ở vườn ấy mà mỗi lần mà các khách khác họ đến đều rất là trầm trồ. Và một chậu nhện xanh khủng này hôm nay em chia sẻ với mọi người chỉ có 220.000 thôi. Đố các bác mua được ở đâu một chậu nhện xanh khủng này với giá 220. Khẳng định luôn là không hề có nhá mọi người nhá. To lắm ạ, vĩ đại lắm. Các bác lên chơi một chậu để biết được cái vị đẹp của nó như thế nào.
Tiếp theo thì em xin giới thiệu với mọi người đến dòng vũ nữ nhá. Vũ nữ hôm nay nhà em có một số loại vũ nữ mới về. Cây của nó cực kỳ là đẹp, bụi to. Và đây là những dòng vũ nữ mà nở hoa quanh năm. Một số dòng hoa thơm mà bền rất là đẹp, chơi lâu tàn. Và trước mặt mọi người đây là dòng vũ nữ mèo cam, mệnh danh là màu cam lửa rực rỡ. Đó, dòng này bụi của nó rất là to, nhiều thân. Lô đợt này nhà vườn xuất cho em toàn chậu to thôi. Có những cây thì nhú nụ cao rồi, có những cây thì mới bắt đầu hơi nhú nhú vậy á. Và cũng có những cây thì nó chuẩn bị nhú nụ thôi. Bởi vì lô hôm nay thì em toàn chọn chậu to. Có những cái chậu bé người ta đang nhú nụ nhưng mà nó ít thân quá nên em cũng không lấy. Và một chậu to của vũ nữ mèo cam ngày hôm nay em xin phép chia sẻ cho mọi người với giá chỉ có 200.000 đồng một chậu thôi ạ. 200.000 đồng một chậu. Riêng vũ nữ thì em bao ship từ 3 chậu. Còn phía bên đây là những chậu sô-cô-la hoa thơm. Những chậu sô-cô-la với cái ngồng của nó siêu mập. Đó, cực kỳ là mập mạp. Một chậu sô-cô-la cũng toàn giả hành to bự này. Có những cây củ giả hành to bằng cái bàn tay luôn. Đấy, to, đẹp, nhiều thân. Và một chậu sô-cô-la hôm nay cũng chỉ có 200.000 đồng một chậu thôi nhá. 200.000 đồng một chậu. Hàng này là hàng loại chọn, loại A của nhà em. Tiếp đến là vũ nữ hoàng hậu hoa xanh. Một chậu hoàng hậu hoa xanh ạ. Nhiều thân, nhiều giả hành và đang lên rất là nhiều mầm. 160.000 đồng một chậu. Và ngọc cẩm thạch hoa xanh duy nhất chỉ còn 2 chậu cuối cùng. 140.000 đồng một chậu ngọc cẩm thạch hoa xanh nhé. Dòng này thuộc dòng ngàn hoa, rất là đẹp. Tiếp đến là dòng đai châu Thái. Hôm nay thì em có rất là nhiều những màu sắc của dòng đai châu Thái khác nhau, đặc biệt hơn là cái màu hồng cánh sen, hàng chuẩn hoa nhé. Giá thì rất là rẻ. Và đai châu này thì em có thể ship từ một cây hoặc các bác có thể đặt combo nhiều loại cũng được. Combo đầu tiên là một cây đai châu hồng cánh sen, hàng này là hàng chậu nhựa nhá. Hàng này thì size lá mít, bản lá ngắn, đặt mít xếp, giá là 130.000 một cây. Còn sang loại bên đây hồng cánh sen hàng vip to hơn, loại này là hàng chậu gỗ ạ. Chậu của nó sẽ nhiều cặp lá hơn, trung bình tầm 5 đến 5 cặp rưỡi lá. Và loại này là 270.000 đồng một cây. Em có một chậu hồng cánh sen hàng chậu gỗ nhưng là chậu bồng con này, mẹ bồng con. Chậu này là 300.000. Hàng này là hàng hoa chuẩn nhé. Những cái cây nhỏ nó chưa sổ nhưng cái lô này là lô hoa tím đậm nhé. Và còn cái lô này thì đã có mặt bông rồi, nở tại vườn rồi, vừa cắt ngóng hoa đi. Sang bên đây là dòng đai châu mít xếp. Mít xếp này thì có, hiện tại là có hai màu. Một chậu là loại thân đỏ này. Đấy, thân đỏ này. Và một loại thân hơi đốm đốm. Đấy, loại này thì mít xếp đẹp, 120.000 đồng một cây. Đai châu mít xếp còn 5 chậu. Tiếp theo là đai châu màu cam lửa. Đai châu màu cam lửa, một chậu 2 cây. Màu cam lửa này hoa đẹp cực kỳ luôn ạ. Hoa đỏ màu cam lửa rực rỡ. Em sẽ gửi cho mọi người xem mặt hoa đính kèm nhé. 230.000 một chậu 2 cây to. 230 hàng chậu gỗ. Màu này cũng hot, bán nhiều. Và một cái màu nữa đó chính là màu ngọc trai đen. Ai chơi cái dòng lan ngọc trai đen đợt vừa rồi em mua về ấy, cái đợt mà bán lần đầu tiên ấy, thì lúc đấy đang sổ hoa, cái bông hoa của nó màu đậm, rất là thơm, rất là bền. Một chậu nó chúng mình 2 cây, mà 2 cây đều tăm tắp nhé, chứ không phải cây 2 cây nhỏ, cây to đâu. Loại này thì em bán với giá là 230.000 đồng một chậu ngọc trai đen nhé. Hàng mới về, cây to. Em lại tiếp tục về thêm một lô hàng brass nữa nhé. Brass thì em sẽ có màu trắng và màu vàng. Hôm nay thì bụi của nó khá là to, khá là nhiều thân. Cái dòng này hoa nở quanh năm các bạn. Đó, lác đác một số cây vẫn còn đang nụ hoa, một số cây thì hoa cũng chuẩn bị tàn rồi. Hoa màu trắng thì rất là thơm và màu vàng cũng thế. Và một bụi to như vậy em bán 100.000 đồng một bụi thôi. Đây, một cái chậu brass này. Đây là màu trắng này. Còn đây là màu vàng này. Chỉ có 100.000 một bụi thôi ạ. Hôm nay thì em vừa cập bến một lô thành đạm Indo hàng siêu khủng ạ. Lô này phải nói là cực kỳ khủng luôn. Chưa bao giờ một cái lô nào khủng như thế này luôn mọi người. Một bụi siêu to đùng, siêu to khổng lồ. Đấy. Và rất là nặng tay. Loại này thì hoa của nó thơm, bền, đẹp. Hàng này hoa của nó như những chùm chuỗi mảnh cực kỳ là tuyệt vời. Đấy, và hôm nay thì một cái bụi to khủng như thế này, cỡ như thế này, em xin phép bán 450.000 đồng một chậu nhá. Đây cái loại mà hàng khủng mới về đó. Nói chung là hàng siêu to đùng luôn. Hàng này không mua thì hơi phí. 450 một giỏ. Rất là bự, rất là to. Hoa tử đằng thân leo. Giống hoa tử đằng thân leo này. Nhà em bây giờ nó đang leo rất là khỏe luôn. Chủ yếu mà đến thời điểm mùa hè, các bác lên trồng một cuộn hoa tử đằng trước sân cửa hoặc là sân cổng ấy. Thì cái dòng này hoa của nó rất là đẹp. Hoa màu tím tượng trưng cho tình yêu và cho sự thủy chung. Và một cái vòng hoa tử đằng này nó có thể dài từ 2 đến 3 mét nhé. Cái này là chưa rỡ ra. Nhưng rỡ ra thì vòng rất là dài. Mọi người quấn lên trên những cái dàn cho em.
Và cái lá của nó đang dài, nó lên như thế này. Khi gửi đi thì có thể nó hơi rũ một tí nhưng không có ảnh hưởng gì. Đây, hàng bầu đất nhá. Hàng này các bác trồng có thể trồng một chậu to. Nếu mà các bác ở những khu thành phố hoặc là trồng ở sân, ở cổng hoặc ở vườn ấy, thì cái này những bác ở nhà ở nông thôn hoặc là những bác ở quê ấy, mà có chỗ thì các bác trồng ra vườn vẫn đều thích hợp ạ. Cái dòng này dễ trồng từ miền Bắc đến miền Nam. Em bán một cuộn như vậy có 180 thôi. Em chạy số lượng thì em mua 2 chậu này em bao ship nhé. Mua 2 chậu hoa tử đằng em miễn phí ship cho các bác ạ. Nhà em còn nhiều lắm, đầy những cái chậu mà em quay tượng trưng thôi. Còn cả một cái dãy ở ngoài vườn em đang ươm giống ạ. À, đen rỗ mắt đen này. Những cái chậu to nhiều thân này hôm nay em sẽ chia cho mọi người. Bán một chậu đen rỗ mắt đen với giá chỉ có 150.000 thôi. Chậu to nhiều thân. Có duy nhất 3 chậu này, chậu lan nhựa này, to nhiều thân có 150. Còn này hoa sai đẹp. Phía bên đây là những chậu đen đô xuân. Đen đô xuân hàng này thì hàng xoa sổ số nhá. Hàng này chưa rõ bông, còn những hàng rõ bông thì em sẽ bán theo mặt bông riêng. Bởi vì giá đấy là giá nhập riêng. Còn cái hàng sổ số này thì cây nó to đẹp mà giá lại rẻ hơn. Một chậu to nhiều thân như này. Em bán một chậu đen đô xuân hoa sổ số như vậy chỉ có 170.000 đồng một chậu thôi. Siêu to đùng, hàng này là hàng trồng thuần tại Việt Nam. Cái lô của nhà vườn này hôm trước sổ ra có bông màu trắng này, có bông màu tím này. Cái lô này cũng nhiều màu sắc này ạ. Đẹp. Thế thì giới thiệu cho mọi người một cái lô hàng lan lọng ạ. Lọng này là lọng đỏ nhé, không phải những cái lọng mà hàng rừng đâu. Hàng này là hàng của Thái Lan. Đấy, lọng đỏ hàng Thái, hàng này hàng siêu VIP. Hôm trước em có vài chậu thì bán hết rồi, hôm nay về thêm một lô mới này. Đây cái tên của bên Thái này. Và một chậu lọng thì rất là nhiều thân. Một chậu lọng đỏ rất là nhiều thân như này em bán chỉ có 150.000 đồng một chậu thôi. Lọng đỏ. Bắt đầu hôm trước có khá là nhiều bác hỏi lọng đỏ ấy, nhưng mà hôm trước em quên em không có ghi vào sổ ấy, tưởng là không có hàng. Và hôm nay thì nhà vườn người ta vừa xuất lô đợt này nhiều cây thân bản lá to lắm. Lọng đỏ có 150.000 một chậu thôi. Đấy về sưu tầm cái mặt hoa của nó màu đỏ chót này. Em có một số những cái cây lan ống điếu để sưu tầm này, cây giả hành to bự khỏe. Và mọi người thấy là cái mặt hoa của ống điếu hoa cánh xoắn rất đẹp. Đấy nghe tên thì nó là lạ thôi nhưng mà bông hoa của nó đẹp thật sự. Đấy, bụi to này em bán là 150 một chậu ống điếu, 150k.